Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tính tổng trong Excel giả sử như ở đây Tôi có một bạn dữ liệu Trong bạn dữ liệu của tôi á Nó có tên sản phẩm như là Xoài táo ổi cam vân vân Được bán ở các quý như là quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 Bây giờ tôi muốn là tính tổng của từng quý Và tính tổng của từng bậc hàng Thì để tính tổng trong Excel á Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn ba cách để bạn có thể tính tổng thì cách thứ ba là cách nhanh nhất. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là tính tổng ở quý 1 trước. Thì để tính tổng á thì chúng ta sẽ tiến hành là sử dụng hàm sum. Ở đây tôi sẽ gõ bằng này. Sau đó chúng ta sẽ gõ hàm sum. Mở ngoặc ra. Tiếp theo, tôi sẽ quét chọn vào dữ liệu của quý 1. Sau đó ở đây tôi sẽ đóng ngoặc lại, bấm enter. Thì lúc này á tôi đã được tổng của quý 1. Rồi đối với quý 2, quý 3, quý 4 đều là như vậy nha. Tuy nhiên ở đây này, tôi sẽ tiến hành là sao chép công thức qua các quý còn lại. Đó, thì nó sẽ tính tổng. Rồi tiếp theo ở đây, tôi sẽ tiến hành là tính tổng của từng mặt hàng. Đầu tiên á, tôi sẽ tiến hành là tính tổng của xoài trước. Thì cũng làm tương tự nha, cũng bằng sử dụng hàm sum để tính tổng. Tab này quét chọn vào số lượng xoài bán ở từng quý rồi đóng ngoặc lại enter thì lúc này á nó sẽ tính tổng của sản phẩm xoài tiếp theo tôi sẽ sao chép xuống các ô còn lại rồi ở đây này tôi sẽ kéo rộng ra rồi ở đây á tôi sẽ chọn vào ô cuối cùng này kéo qua đó đây là các tính tổng đầu tiên tức là chúng ta sẽ sử dụng hàm sum để tính rồi tiếp theo ở đây á nó cũng giống như bạn ở trên thôi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tính tổng theo cách thứ hai. Rồi đối với cách thứ hai này á nó nhanh hơn cách đầu tiên. Chúng ta chỉ cần là đặt con trỏ chuột tại ô mà chúng ta muốn tính tổng. Sau đó chúng ta sẽ vào Top Home chọn vào Autosum, các bạn bấm vào thì lập tức á nó sẽ tự động thiết lập công thức cho tôi luôn. Các bạn thấy không? Sử dụng hàm Sum này và tự động thiết lập công thức cho tôi luôn tôi chỉ có việc là bấm enter thì lúc này á nó sẽ ra kết quả giống như bạn ở trên rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là kéo qua các ô còn lại rồi tương tự ở đây cũng vậy chọn vào ô và Top home chọn vào auto sum này bấm enter xin lỗi bấm con chân z quay lại ở đây tôi bấm enter này thì nó sẽ tính tổng nha bây giờ tôi sẽ tiến hành là kéo xuống các ô còn lại rồi đây tôi kéo qua này. Đó. kết quả hai bạn giống nhau rồi đó là cách thứ hai tiếp theo cách thứ ba cực kỳ nhanh luôn các bạn chúng ta chỉ cần là quét chọn toàn bộ dữ liệu và bạn muốn tính tổng sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ bấm tổ phím là alt bằng thì lập tức á nó sẽ tính tổng luôn đó nó còn nhanh hơn là Autosum nữa rồi bây giờ tôi thực hiện lại nha quét chọn toàn bộ dữ liệu và bạn muốn tính tổng sau đó bấm tựa phím là alt bằng Thì nó sẽ ra nha Đó như vậy là trong video vừa rồi Tôi vừa hướng dẫn cho bạn ba cách để bạn có thể là tính tổng trong Excel Nếu thấy video hay, hữu ích Thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn các bạn đã theo dõi